chúng ta sẽ đến với phần điểm danh để các bạn khán giả có thể tích chip trước khi vào gọi là một loạt những cái sự kiện để chúng ta săn voucher nha. Và các bạn khán giả ơi, chúng ta sẽ có hai hình thức để điểm danh nha. Các bạn khán giả ở trên app thì chúng ta chỉ cần kích vào nút điểm danh này. Còn ở trên Facebook thì các bạn comment theo cú pháp là cuối tuần cộng số điện thoại nha. Và bây giờ sẽ là khoảng thời gian để các bạn khán giả có thể điểm danh nha anh mình nhá. Chúng ta sẽ cùng chào những bạn khán giả điểm danh xem là ngày hôm nay có bao nhiêu bạn khán giả đang theo dõi chúng ta nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Nào xem nào. Hôm nay là lần đầu tiên lên okay. Livestream. Được lên livestream như này đúng không? Cảm giác rất là tuyệt vời, mọi người đang tương tác rất là nhiệt tình đó, đây. Hiện tại thì anh mình có thể nhìn thấy những bạn khán giả này, 28 bạn, 29 bạn đang theo dõi trên app của chúng tôi này. Xin chào Thu Hương, Minh Trang, Trần Thị Luyến, Lê Trinh, Quang Trung. Đó, đó là những bạn khán giả trên app của chương trình nha. Ôi, có cả bạn để số điện thoại luôn. Các bạn khán giả thân mến, các bạn khán giả ở trên Facebook thì các bạn khán giả cũng sẽ comment theo cú pháp là cuối tuần cộng với số điện thoại để có thể nhận được những cái ưu đãi đến từ chương trình nha. Rồi, xin chào các bạn khán giả. Anh Minh có thể xem là ở trên Facebook thì có những bạn khán giả nào đang comment với chúng ta không ạ? Ok, trên Facebook của chúng ta thì cũng đang rất là nhiều các bạn đang comment rất là nhiệt tình. Thậm chí là có những bạn comment 2-3 lần cơ. Điển hình trong đó thì chúng ta có thể thấy các bạn như là Thái Ngọc Hiệp. Rồi, ở đây thì anh Minh có thể nhìn thấy là trên app của chúng ta thì đã hết thời gian để các bạn check in gọi là điểm danh rồi. Xin được chúc mừng tất cả những bạn khán giả đã nhận được số chip ở trên app của chúng tôi, app tương tác.tv. Còn ở trên Facebook các bạn ơi, có nữa nhở, vẫn còn thời gian đấy, các bạn check in, các bạn điểm danh đi nào. Cuối tuần cộng với số điện thoại nha. Và ngày hôm nay nha, thôi thì gọi là hết thời gian điểm danh rồi đấy nhờ anh Minh nhở. Hết rồi đúng không? Thời gian trên Facebook là hết điểm danh rồi đúng không? Hết nha, thôi được rồi, hết nha các bạn ơi. Ngay bây giờ nha, chúng ta hấp dẫn. Hấp dẫn chưa đúng không? Đáng lẽ là hôm nay mình chơi thì... Và chúng ta sẽ có phần thưởng là 15 bạn khán giả điểm danh nhanh nhất. Và Phương Hiền sẽ chọn ra 5 bạn ở trên app. Còn anh Minh sẽ lựa chọn ra 10 bạn khán giả điểm danh ở trên Facebook nha. Ok. Ở trên app thì Phương Hiền xin được chọn những bạn khán giả sau này. 5 bạn khán giả. Các bạn ơi, khi mà Phương Hiền đọc đến tên các bạn thì các bạn hãy comment xác nhận nha. Để chương trình có thể gửi tặng đến các bạn thẻ điện thoại trị giá 20.000 đồng các mạng di động. Đó, chương trình chơi lớn nha. Và ở trên app ngày hôm nay thì Phương Hiền xin được chúc mừng đầu tiên đó là bạn Ngọc Huyền, bạn Minh, bạn Nguyễn Thị Thùy Hương, bạn Bùi Đức Việt và một bạn khán giả có số điện thoại để tên là số điện thoại có đuôi là 9661 nha. 055 sao 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 9661. Bạn Ngọc Huyền, Minh, Thùy Hương và Bùi Đức Việt. Các bạn hãy nhanh tay để lại xác nhận cho Phương Hiền ở trên app nha. Để chương trình có thể gửi tặng các bạn thẻ điện thoại. Còn bây giờ thì anh Minh ơi, bạn chọn ra 10 bạn khán giả đi. Ở trên Facebook của chúng tôi này, comment theo cú pháp là cuối tuần có số điện thoại để chúng ta có thể gọi là tặng thẻ điện thoại nha. Ok, xin được chúc mừng những vị khách sẽ nhận được phần quà là những chiếc thẻ điện thoại đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, là bao gồm những bạn có tên sau đây. Bạn Thái Ngọc Hiệp, bạn Linh Văn Quách, bạn Hoàng IM.S, bạn Hoàng Quang Huy, bạn Thái Ngọc Hiệp. Lại là hai lần đúng không ạ? Đó, mẹ mình nói đúng không? Thái Ngọc Hiệp này, Linh Văn Quách này, Hoàng IM này, Hoàng Quang Huy này và Đào Đức Thụ, Hoàng Bia, Lan Diệp Phan, Hồ Ngọc Duy Phú. Ok, thế là hết rồi đúng không ạ? Mới có 8 bạn thôi. Rồi thì 8 bạn cũng được vậy. Chúc mừng các bạn khán giả nha. Chúng ta đã kết thúc phần điểm danh này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái deal đầu tiên có địa điểm ở trên toàn quốc nha. Toàn quốc, và địa điểm này là một địa điểm cà phê đi. Đó, cho